Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh YouTube của mình nha. Cả nhà ơi, mùa trái giải đã tới rồi nè, và cả nhà đã từng ăn trái giải ngâm bao giờ chưa? Nếu rồi thì comment ở phía dưới cho mình biết nha. Còn nếu chưa thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà cách làm trái giải ngâm siêu đơn giản tại nhà luôn nha. Bây giờ thì mình cùng làm thôi. Hiện tại là mình có hai cái hũ giống như vậy nè, hai hũ thủy tinh giống như vậy nè. Bây giờ mình sẽ luộc để giống như là tuyệt trùng cái hũ thủy tinh này ha. Đó. Ôi trời trời trời. Chị nó làm cho cái giải nó không bị hư. Sạch. Giờ nước trong nồi còn sôi này nè, mình sẽ bỏ trái giải vô luộc sơ nha cả nhà. Đây là 1,5 kg trái giải. Rồi. Ở đây thì mình có khoảng 4 lạng đường phèn nha. Giờ mình sẽ luộc trái giải. Thì mình sẽ đợi nồi nước sôi thiệt là sôi lên, sau đó thì mình sẽ thả trái giải vào và luộc tầm khoảng 3 phút nha cả nhà. Sau đó thì mình sẽ đem đi xả nước lạnh, và để chắc chắn hơn thì mình sẽ ngâm đá luôn nha cả nhà. Mình sẽ ngâm đá cho trái giải của mình nó lạnh lạnh nè, để mình lột vỏ trái giải nó dễ dàng hơn, nó không có bị dập với cả nhà. Giờ mình sẽ bỏ mấy cái giải hải trái giải này vô cái thau này ngâm đá nha. Ngâm đá gì vậy? Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua phần tách hột của trái giải ra nha cả nhà. Mà tách làm sao mà còn giữ nguyên một trái giải luôn á cả nhà. Thì sau khi mình lột vỏ trái giải xong á, thì cả nhà sẽ sử dụng một cái kéo nè, bấm sơ qua cái phần đầu trái giải á, để mình có thể tách được cái phần thịt và cái phần hột ra. Sau đó thì mình sẽ nhẹ nhàng kéo cái hột ra khỏi trái giải. Vậy là xong rồi cả nhà. Thì cả nhà cứ xem video là thấy rất là dễ luôn cả nhà. Không cần cái muỗng luôn ha. Giải này còn ngon nè. Vài bữa nữa cái giải nó sâu cái đầu rồi nhỉ, nhớ không? Là nó tới nó mùa nó là nó tới lúc nó sâu đầu là sâu đầu. À, bấm vài cái à. Vài cái ngay cái đầu á. Này bấm chưa ra lòi không lên thấy chưa ha, bấm ra lòi nhẹ ha. Đây là 1,5 kg trái giải mà mình đã lột ra, tách vỏ, tách hột ra nè. Một chén đầy dung luôn. Tô cái chén gì. Giờ mình sẽ bắt khoảng 1 lít nước lên, sau đó mình sẽ bỏ đường phèn vào. 4 lạng cho 1 lít nước tan ra. Giờ, giờ mình sẽ bỏ cái tô trái giả này vô tủ đông khoảng chừng nửa tiếng. Nửa tiếng à, để cho nó giòn giòn tí xíu, cho nó giòn tí. Sau nửa tiếng thì mình sẽ lấy trái giải ra và xếp ngay ngắn vào trong cái hũ thủy tinh này nha cả nhà. Thì cái hũ thủy tinh này á, ban đầu là mình đã có khử trùng, tuyệt trùng ở cả nhà. Mình phải tuyệt trùng thì trái giải mình để nó không có bị hư nha cả nhà. Và mình 1,5 kg trái giải thì mình để được tầm khoảng 3 hũ á cả nhà. Thank you.
giờ múc nước đường này nè, nước đường này nguội rồi nè nha. Nguội rồi múc chút vô cho đầy ngập cái hũ. Rồi bỏ vô tủ lạnh. Để nắp lại bỏ tủ lạnh 3 ngày. 3 ngày là nó thấm rồi. Nước đường còn dư làm gì? Để làm gì làm chứ. Tao có biết. Cả nhà lưu ý cho mình là khi nào mà cả nhà đong nước đường vào trong cái hũ để mình ngâm trái giải á, thì cả nhà phải đong cho ngập hũ luôn, ngập trái giải luôn, thì cái phần trái giải của mình nó mới thấm cái nước đường, nó mới ngọt được nha. Bây giờ thì sau khi mà mình ngâm trái giải 3 ngày rồi nè, bây giờ mình sẽ múc ra để mình ăn thử nha, uống thử. Này mình có đập một cái ly đá nè. Để mình bỏ nước trái giải vô. Vậy là mình đã có một cái ly nước vải vừa ngon nè, vừa mát nè, uống vô là tỉnh người luôn cả nhà. Thì cái cách làm này vô cùng đơn giản, thì cả nhà cứ thử, và nếu như mà thành công thì comment ở phía dưới cho mình biết nha. Bây giờ thì mình sẽ uống thử nha. Ngon đúng không? Ngon. Nó ngọt dịu á. Ngon. Bỏ đá vô uống thì vừa uống ha. Vừa luôn ha. Với lại ngọt. Thì mình luộc cái giải rồi đó, cho nên là cái giải mình là luộc mà lúc còn dập đó. Còn vỏ á, chứ đừng có luộc không là nó hết mùi đó. Nó cũng không có bị dập nữa. Thì nhiều khi trái giải mình lột á dễ bị dập á, thì rồi luộc á nó sẽ đỡ bị dập hơn. Mà nó mất, mình lột ra mình luộc á nó sẽ mất mùi trái giải. Còn này vẫn giữ nguyên. Nói chung là uống nó mát người luôn nè. Uống tỉnh luôn. Cái giải vừa ngon ha. Thử à. Đúng chưa? Ngon hơn cái giải Thái Lan. Cái giải hộp Thái Lan. Ừ. Cái giải hộp Thái Lan mắc lắm à. Một hộp như 50 mấy ngàn mà được có mấy ly. 50 mấy ngàn. Nhưng mà cái này giống như thừa, mình làm để dành mình ăn lâu quá chứ. Chứ ăn cái giải tươi vẫn hơn, đúng không? Ngon quá. Ngon hơn ngoài tiệm. Nhưng mà ở ngoài tiệm á, nước ơi, cái nước cái trong, nước cái trái giải trong dễ sợ ha, nó có bị đục. Nhưng mà ở ngoài tiệm á, người ta bán thì kiểu trà giải là có cái túi lọc trà cả nhà. Cái đó, đó trà Lipton. Ừ. Lipton là nước trà nó nhẹ nhẹ, nó không có nặng mùi trà. Rồi bỏ vào hơn giải này vô. Còn cái này là mình đổ nguyên chất vô luôn vô. Không, cái này tại nhà mình không có trà, nếu có trà pha trà giải cũng được. Đúng không? Thấy uống vậy được rồi. Tại nó ngọt dịu, nó có ngọt đắt. Uống với đi đá. Đồ phèn thì nó sẽ ngọt dịu. Trời ơi, uống gì mới có 3 phút. Tao quay về được 2 phút rưỡi rồi. Uống được 3. Hết rồi. Sáng giờ. Nói chung là dạo này học online cũng mệt tới, tại vì mình gần thi rồi cả nhà. Thôi mình sáng giờ là học, quá trời học. Ngủ chiều dậy cái ba ly trà giải uống, nước giải uống, nói chung là nó tỉnh người ra luôn. Hết sạch rồi. Video ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye.